Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, gia đình là tổ ấm của mỗi người. Dù ở trong giai đoạn nào thì gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc để cho mọi người sống, làm việc và trưởng thành. Một gia đình gồm nhiều thế hệ chung sống hòa thuận dưới một mái nhà là những nét đặc trưng của một gia đình Việt hiện đang được nhiều gia đình ở Đô Lương luôn gìn giữ và phát huy. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ niềm vui, tình cảm ấm áp trong gia đình tứ đại đồng đường của cụ Nguyễn Trọng Thành ở xóm Đại Minh, xã Minh Sơn, một điển hình của gia đình truyền thống Việt Nam. Cũng như bao gia đình khác, sau những giờ lao động và học tập, các thành viên của gia đình cụ Thành lại trở về nhà. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, tất cả bắt tay vào việc chuẩn bị cho bữa ăn gia đình. Những câu chuyện vui vẻ, những việc đã làm được trong ngày hay những dự định cho công việc hôm sau đều được trao đổi sau bữa ăn. Năm nay 18 tuổi, từ nhỏ đã sống trong căn nhà này. Nên em Nguyễn Thị Trinh hiểu rằng mình đã được ông bà và cha mẹ luôn quan tâm, yêu thương, chỉ bảo một cách chu đáo. Từ những sự quan tâm chăm sóc như vậy là niềm tự hào và động lực để em phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập để khỏi phụ lòng ông bà, cha mẹ. Được sinh ra trong một cái gia đình có nhiều thế hệ, thế hệ có sự yêu thương đâm bạc lẫn nhau giữa những người thân trong gia đình, cháu thấy tự hào về cái truyền thống gia đình của dòng họ, cũng bởi từ đó mà tiếp thêm được cái động lực học tập, cố gắng vươn lên, luôn nỗ lực trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ ông ba. Trong mảnh vườn nhỏ, một ngôi nhà ba gian và hai gian nhà bếp với 10 người gồm 4 thế hệ đang sinh sống rất đầm ấm, thuận hòa. Là con trai cả, được thừa hưởng những nét đẹp trong gia đình, ông Kiêm hiểu rằng để có một gia đình chung sống hòa thuận, đòi hỏi trước hết những người làm cha làm mẹ phải sống gương mẫu, hiểu và biết quan tâm, tôn trọng lẫn nhau, và ngược lại thì con cháu phải biết kính trọng, vâng lời ông bà bố mẹ và biết đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Đối với gia đình mà tôi thì cũng giảm chỉ bảo nói nhiều hơn nữa, nhưng mà đó là một cái phong tục tập quán của gia đình, là cha con là phải nghe cha, cháu là phải nghe ông bà, mà từ nội ngoại là có một cái gì sai sót là phải bảo nhau, đặc biệt là ngồi tỉ tế nói chuyện lại, rồi là góp lại những cái ý kiến cái hay cái dở trong những cái điều sinh hoạt hàng ngày liên quan từ gia đình cá nhân và liên quan ảnh hưởng đến xã hội. Năm nay đã 85 tuổi, vợ chồng cụ Thành có 10 người con và hiện đã có 51 cháu và 21 chắt. Trong số 10 người con của cụ, có 6 người con trai tham gia bộ đội. Hiện hai cụ đã có 10 cháu thi đỗ đại học, cao đẳng và tham gia công tác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Không chỉ biết xây dựng cuộc sống gia đình phát triển, mà vợ chồng cụ Thành còn luôn quan tâm tới việc xây dựng cuộc sống tình làng nghĩa xóm, thường xuyên quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Hôm nay thì gia đình có 4 thế hệ, mặc dù là đông con nhưng mà thực tế là nói chung là một cái gia đình có nghĩa là chúng sống đối với ông bà là rất hòa đồng, đối với con cháu thì nói chung là trưởng thành và thành đạt. Trong gia đình thì có 6 người tham gia bộ đội, và cùng như trên cơ sở đó thì cuộc sống đối với anh em tình làng nghề xóm và đối với là nơi đẹp xã phong là rất đảm bảo. Mà thực tế nói chung là đến thời điểm này ai nhìn vào cũng một trong những người là có thể nói chung là ước mơ được như gia đình ông bà. Hiện nay, khi xã hội phát triển, cuộc sống ngày càng hiện đại, thì việc gìn giữ và xây dựng được một cuộc sống mang đậm nét văn hóa đặc trưng và tiêu biểu của một gia đình Việt như gia đình cụ Thành thật là một điều đáng trân trọng và cần được phát huy trong mỗi gia đình. Đây chính là nền tảng văn hóa đang được nhiều gia đình ở huyện Đô Lương chăm lo gìn giữ để xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong thời kỳ phát triển và hội nhập.